Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, liên tiếp có các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đưa ra những dự đoán rằng mặt bằng lãi suất có thể sẽ gia tăng trong năm 2016 này với biên độ dự đoán từ 0,5 đến 1%. Vậy khả năng gia tăng lãi suất trong năm nay là như thế nào? Những nguyên nhân nào dẫn tới dự báo này? Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ đi tìm câu trả lời cho những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, một số công ty chứng khoán như chứng khoán Bảo Việt BVSC, chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC đã đưa ra những nhận định về khả năng gia tăng lãi suất nhưng chưa thực sự gây được sự chú ý. Tuy nhiên sau đó thì hàng loạt các tổ chức khác như Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách hay Ngân hàng HSBC cũng đã đưa ra những nhận định tương tự thì thị trường mới chú ý nhiều hơn về rủi ro gia tăng lãi suất trong năm nay. 0,5 cho đến 1% là biên độ tăng của mặt bằng lãi suất được nhiều tổ chức tài chính dự báo trong thời gian qua. Công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC dự báo lãi suất huy động sẽ tăng 1% trong năm nay. Cho đến nay tốc độ tăng lãi suất huy động vẫn chậm, tuy nhiên HSC cho rằng tốc độ sẽ gia tăng trong 6 tháng cuối năm. Theo đánh giá của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng nhẹ từ 0,5 cho đến 1 điểm phần trăm do tăng trưởng tín dụng được nới rộng hơn. Lạm phát dự kiến sẽ cao hơn và mục tiêu duy trì sức hấp dẫn tương đối của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ. Còn trong điều kiện tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại, VCBS dự báo mặt bằng lãi suất trong cả năm 2016 sẽ chỉ tăng nhẹ khoảng 0,5%. Cùng quan điểm với công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong báo cáo về đánh giá thị trường tiền tệ ngân hàng quý 1 năm nay, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự đoán trong năm 2016 lãi suất sẽ tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm so với năm 2015. Do lạm phát năm 2016 cao hơn năm 2015, nhu cầu tăng vốn huy động của hệ thống tổ chức tín dụng, tăng vốn huy động kỳ hạn dài nhằm đáp ứng quy định của thông tư số 36 sửa đổi. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ trong mức kiểm soát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2016 này, HSC cũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chuyển sang phương thức thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay bằng việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào quý 3 năm 2016 này. Tính đến cuối tháng 3, số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy mặt bằng lãi suất huy động từ 4,5 cho đến 5,4% trên năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng cho đến dưới 6 tháng. Kỳ hạn từ 6 tháng cho đến 12 tháng phổ biến ở mức 5,4 cho đến 6,5% trên năm. Kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4 cho đến 7,2% trên năm. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 cho đến 7% trên năm đối với ngắn hạn. Lãi suất cho vay chung và dài hạn ở mức 9 cho đến 10% trên năm. Lãi suất cho vay ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 cho đến 9% trên năm đối với ngắn hạn và 9,3 cho đến 11% đối với chung và dài hạn. Vâng, mặt bằng lãi suất có thể sẽ tăng thêm trong năm nay, mà khởi đầu là việc các ngân hàng thương mại đã dục dịch gia tăng lãi suất tiền gửi. Hiện không chỉ các ngân hàng có quy mô nhỏ, mà ngay cả các ngân hàng có quy mô lớn hơn cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động của mình. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau. Cuộc đua lãi suất huy động của các ngân hàng đang nóng dần lên. Lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng đã chạm trần 5,5% một năm. Theo khảo sát của HSC trong tháng 3, một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank đã nâng lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn với mức nâng từ 0,2 đến 1%. Các ngân hàng Agribank, An Bình Bank, Sacombank, PVcombank đã nâng lãi suất huy động thêm từ 0,1 đến 0,7%, trong khi đó MB, VIB, SHB nâng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dài thêm 0,1 đến 0,6%. Liên Việt Postbank nâng lãi suất huy động kỳ hạn 3 đến 4 tháng thêm 0,2 đến 0,4% và kỳ hạn 18 đến 36 tháng thêm 0,1 đến 0,5%. Phía các ngân hàng thương mại cho rằng đà tăng lãi suất huy động sẽ chỉ tạm thời bởi áp lực giải ngân các khoản vay đã ký kết từ trước. Thời gian gần đây thì đúng là một số ngân hàng thương mại có nhích lãi suất huy động trung dài hạn lên thì chính là để giải tỏa cái áp lực tức thời về những cái hợp đồng tín dụng đã được ký kết từ cuối 25 đầu 26 và để tập trung giải ngân đầu 26. Thế cho nên là họ sẽ đưa lãi suất lên tạm thời để có đủ nguồn vốn để cho vay.
Ngoài ra, việc lãi suất huy động tăng ở các kỳ hạn dài cũng được nhận định là do các ngân hàng đang phải cơ cấu lại kỳ hạn nguồn vốn nhằm đáp ứng tốt hơn những quy định tại dự thảo thông tư 36 về việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ mức 60% xuống 40%, buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài lên cao để thu hút người gửi tiền. Cái dự thảo sửa đổi thông tư 36 gần đây cũng đã đưa ra một cái điểm mới, tức là giảm cái tỷ lệ cho vay vốn chung dài hạn trên vốn ngắn hạn từ 60% xuống 40%. Như vậy là sẽ khuyến khích các ngân hàng sẽ phải làm sao để cải thiện cái nguồn vốn chung và dài hạn của mình và giảm cái nguồn vốn ngắn hạn thì mới có thể phát triển được tín dụng. Thì tôi cho rằng là đây cũng có thể là một cái bước đi trước thôi. Để chuẩn bị cho để các ngân hàng tự chuẩn bị cái nguồn vốn của mình để nhằm có nhiều khả năng hơn trong cái việc mở rộng tín dụng trong năm nay. Trước đây là do hệ thống thừa nhiều quá nhiều tiền. Thế thì bây giờ họ đẩy cái lãi suất sâu quá so với cái mặt bằng thị trường. Mà nếu mình nhìn nhận thêm một góc độ khác thì cũng như giống như lãi suất bây giờ đang chạm đáy. Thì bây giờ nó sẽ dâng lên lại một tí. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, trong năm 2016 này lãi suất khó có thể tăng mạnh. Bởi vì mình quay lại câu chuyện là bây giờ, thứ nhất là cầu về tín dụng. Liệu, tức là sau khi mà thông tư 36 đã thay đổi, tức là về cho vay các hoạt động về bất động sản bắt đầu là khó lên. Không phải khó lên, nhưng mà cái rủi ro buộc các ngân hàng phải vốn trong cái khoản vay, trong cái khoản cho vay về bất động sản nó buộc phải tăng lên. Thì chính vì vậy là chi phí vốn cho ngân hàng, cho trong cái lĩnh vực đấy, nó thậm chí nó tăng lên. Tức là cái nguồn cung có thể ít đi. Thế thì liệu cái thị trường tín dụng nó còn có cửa sáng hay không? Mà doanh nghiệp thực sự bây giờ nói là ok, tốc độ tăng trưởng GDP nó cao như thế, nhưng mà bản thân các doanh nghiệp thì nó cũng vô cùng khó khăn. Thế thì liệu cái lãi suất mà tăng bây giờ, với lại cái mình nhận diện thứ nhất là về vĩ mô nó không có vấn đề gì, mình quay nhận diện về thanh khoản cũng chưa có vấn đề gì. Thế cái chuyện mà điều chỉnh như vậy thì theo quan điểm của tôi nghĩ là điều chỉnh chỉ mang tính chất là cục bộ. Cách đây hơn một tháng, Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động, yêu cầu các ngân hàng thương mại không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách vượt trần lãi suất huy động, nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn. Đến thời điểm hiện tại, số lượng các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng biểu lãi suất huy động ngày càng nhiều lên, với mức lãi suất huy động cao nhất lên đến 8% ở các kỳ hạn dài. Bên cạnh việc lãi suất huy động tăng trong thời gian vừa qua, cũng có nhiều yếu tố vĩ mô khác được nhận định có thể là tác nhân đẩy mặt bằng lãi suất cho vay doanh nghiệp tăng lên. Phóng sự sau sẽ đem tới góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tín dụng bơm ra nền kinh tế từ các tổ chức tín dụng đến hết quý 1 này đã tăng trưởng 1,54% so với thời điểm cuối năm 2015. Con số này nhỉnh hơn so với mức 1,25% của cùng kỳ năm trước. Cái xu hướng tăng lãi suất của ngân hàng ấy, là một trong xu hướng có thể nói cũng là một tín hiệu rất là tích cực trong nền kinh tế. Bởi vì rằng là do cái hoạt động tín dụng nó tương đối nhộn nhịp và cái đầu ra của ngân hàng cũng được giải quyết, cho nên rằng là cái khả năng mà tăng trưởng về mặt tín dụng cũng là một cái dấu hiệu tốt, báo hiệu cho một cái nền kinh tế nó tương đối khởi sắc so với những năm trước đây. Cầu tín dụng cải thiện trong khi ở phía cung, các ngân hàng đang phải tăng lãi suất huy động để hút tiền gửi. Điều này có thể đẩy lãi suất cho vay dâng lên. Chưa kể đến việc mặt bằng lãi suất cũng chịu tác động qua lại bởi sự điều chỉnh về kỳ hạn của các ngân hàng thương mại. Thứ 36 là yêu cầu ngân hàng huy động vốn dài hơn. Thì bây giờ đang huy động vốn dài hạn, ngắn hạn nhiều quen rồi. Thì muốn huy động vốn dài hạn là 12 tháng đến 13 tháng. Thì chỉ có một cách thôi, trong cái thị trường là anh tăng lãi suất của huy động dài hạn tăng hẳn lên cho người ta thấy hấp dẫn. Tăng mặc dù sao gọi là dài hạn, thực ra nó chỉ là 12 tháng, 13 tháng thôi. Thì nó tôi thấy Vietinbank chẳng hạn là nó tăng lên cái đấy. Thì nó nhảy lên, thì người dân đang gửi ngắn hạn, ví dụ 5% hoặc là 5,5% 6 tháng. Thì bây giờ nếu mà thấy nhảy sang gửi 12 tháng, 13 tháng mà nó lên hẳn thành 7%, thì người ta sẽ gửi, thay vì người ta gửi 2 lần 6 tháng, đúng không? Thì đấy là phải làm thôi, cái thị trường phải làm thế để người ta chuyển thôi. Thì đấy cũng là một yếu tố, nó kích hoạt cái làm cho cái lãi suất nó phải cao lên ở trong kỳ hạn dài đó. Thế nhưng mà nó lại có hệ ở lan truyền là khi mà cái vốn mà dài hạn, tức là người ta rút dần ra khỏi cái vốn dài hạn, để vốn ngắn hạn để người ta đập vào cái vốn dài hạn này với lãi suất cao hơn như thế, thì cái bên mà đang huy động vốn ngắn hạn này thì thấy vốn lại đi ra thì họ lại muốn giữ cái vốn thế lại, bởi vì họ đang được nhận rồi thì họ làm gì ạ? Cũng là phải tăng vốn cái lãi suất ngắn hạn nó lên để giữ tiền đấy lại với động cơ lớn hơn là cho vay bất động sản được khoảng 40%, nhưng mà cái 40% này thì cũng không phải, theo chúng tôi thì kiến nghị là không nên lấy 40% là đúng, nhưng mà không nên áp dụng đồng loạt với tất cả các ngân hàng, mà tùy từng ngân hàng để bảo đảm cho tổng cái mức
cho vay vào bất động sản nó giảm từ 60% xuống 40%. Đấy là một giải pháp để bảo đảm cái thanh khoản của ngân hàng, để tránh cái việc người ta sợ thiếu thanh khoản, người ta tăng lãi suất huy động lên. Cái thứ hai là người ta có thể sử dụng, tức là cái thị trường mở, để người ta tức là tái cấp vốn cho doanh nghiệp vân vân, tức là người ta sẽ có những biện pháp để hạn chế cái mức tăng quá đáng của cái việc huy động lãi suất, chứ không phải người ta thả nổi cho nó tăng một cái vô tô vả đó. Nhưng mà hiện nay tức là không phải là cái việc tăng lãi suất là chỉ xảy ra ở dưới nhỏ, mà kể cả những hàng lớn người ta cũng đã tăng lãi suất, chứ không phải không. Tất nhiên dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là thời gian dài thì khác, số lượng tiền nhiều thì nó khác, với những mức thời gian và mức tiền gửi để người ta điều chỉnh cái lãi suất huy động thôi. Ngoài ra, yếu tố lạm phát cũng tiềm ẩn những tác động không nhỏ tới vấn đề lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 3 tiếp tục tăng 0,54% so với tháng trước, thiết lập mức tăng mới cao nhất trong 2 năm qua do giá dịch vụ y tế và giáo dục tăng mạnh. Mặc dù lạm phát vẫn đứng ở mức tương đối thấp, nhưng kỳ vọng sẽ cao hơn khá nhiều so với con số thấp kỷ lục của năm 2015. Kỳ vọng lạm phát cũng đã tác động khá nhiều tới mặt bằng lãi suất khi những lo ngại về rủi ro giảm giá của đồng Việt Nam trong năm 2016 vẫn hiện hữu. Hiện nay là niềm tin nó đang chuẩn bị có cái dấu hiệu cũng khá được cải thiện, nhưng bây giờ lạm phát nó bùng lên, không phải bùng lên mà nó tăng lên, là nó có thể phá mất niềm tin, chúng tôi e ngại cái đó. Chứ còn về kỹ thuật mà nói, như chuyên gia tôi chia sẻ, tức là 4-5% lạm phát thì chưa phải là cao, nhưng quan trọng ấy là cái giống như con chim nó sợ cái cong ấy, người ta thấy là năm nay là 4-3% thôi, hoặc là 4-5% không phải là cao về mặt kỹ thuật, thì mà ta không biết là năm sau là thế nào. Thế nên năm nay, năm ngoái là 0%, còn 1%, năm nay là 4%, 5%, thì năm sau có là 10% không. Mà đã 10% của cái năm 2017 ấy, thì chẳng ai dám làm cái gì cả. Mà chẳng ai cho ai vay cái gì nữa. Dừng nó bị cô đọng hết. Hoặc anh muốn cho vay, tôi phải cho vay rất dài, rất là cao, lãi suất rất là cao. Thì tôi mới cho anh vay, tôi phải bù đắp cái rủi ro đó. Và khi lãi suất tăng lên thì nó ép lên tỷ giá, nó ép lên lạm phát. Đó là pháp. Mặc dù thì ngân hàng đã cố gắng để mà ổn định tỷ giá, nhưng mà tỷ giá nó còn không chỉ phụ thuộc vào cái nền kinh tế trong nước mà nó còn phụ thuộc vào cái biến động của thị trường thế giới. Nếu như mà Hoa Kỳ nó tăng lãi suất cơ bản lên, hoặc Trung Quốc nó phá giá đồng nhân tệ, thì nó lại buộc chúng ta tức là phải có cái chính sách tỷ giá hợp lý. Nên đây là một cái rất rủi ro. Như vậy, áp lực tăng lãi suất trong năm nay không chỉ đến từ cung cầu tín dụng mà còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô hay những thay đổi về chính sách điều hành tiền tệ. Những yếu tố này đang tạo ra thách thức lớn với cơ quan điều hành nếu như muốn giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2016. Thưa quý vị, khi mà lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại niêm yết điều chỉnh tăng đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là các doanh nghiệp lo ngại sẽ kéo lãi suất đầu ra tăng theo. Và nếu như lãi suất cho vay doanh nghiệp tăng thì sẽ càng tăng thêm gánh nặng chi phí đối với các doanh nghiệp, đe dọa làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang mở cửa hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế thế giới. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa, công ty cổ phần công nghiệp Ameco đang phải vay vốn với lãi suất từ 10 đến 12% cho các khoản vay chung dài hạn, đầu tư vào máy móc thiết bị. Doanh nghiệp đang hết sức quan ngại rằng sẽ phải vay với mức lãi suất cao hơn trong thời gian tới khi nhìn thấy mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại liên tục gia tăng. Hiện tại với cái doanh nghiệp của chúng tôi để tiếp cận cái nguồn vốn vay ngân hàng cho các cái dự án chung và dài hạn ấy, thì nó cỡ trên 10%, có thể đến 12%. Thế nhưng mà để đạt được cái việc đó thì phải làm rất nhiều các cái thủ tục. Như vậy thì liên quan đến cái bài toán cạnh tranh ấy, trong cái hội nhập quốc tế thì chúng ta đang ở cái thế bất lợi. Chi phí vốn gia tăng sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính, buộc doanh nghiệp phải cân đối chi phí hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận nếu không muốn tăng giá bán làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ. Trong cái bối cảnh thị trường đang phải chịu rất là nhiều cái cạnh tranh, từ trong nước cũng như các cái quá trình hội nhập và một số các cái hiệp định chuẩn bị được ký kết, thì cái áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nó càng ngày nó càng lớn. Và về mặt bằng lãi suất chung ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì so với một số các cái nước trong khu vực cũng như trên thế giới nó cũng đang ở cái mức là tương đối cao hơn. Do vậy nên là khi mà cái lãi suất ngân hàng, lãi suất cho vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính mà tăng lên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái giá thành trong sản xuất, thì từ đó nó tạo cái sức cạnh tranh của mình nó bị giảm đi. Lãi suất để mà kinh doanh, tức là có những cái lãi suất chính sách thì đúng là giảm và có thể giảm. Bởi vì đây là cái mục tiêu chính sách, ông là nông nghiệp, xuất khẩu các thứ này nó giảm.
nhưng lãi suất cho những người vay kinh doanh bình thường mà đây chính là sức sống của nền kinh tế thì có khi không giảm. Rồi bình quân hóa là nó có thể giảm, nhưng mà thực tế những nhiều đối tượng là không giảm. Tức là cái đối tượng mà bị mất tiền tính là cái người đi vay, người là yếu thế nhất. Và lãi suất đang còn tăng lên, rất là khó có thể giữ như thế này. Vì thế các doanh nghiệp luôn mong mỏi cơ quan điều hành sẽ có những giải pháp để giảm lãi suất cho vay hay chỉ ít là duy trì mức lãi suất như hiện nay để tiếp tục giúp các doanh nghiệp có đủ khả năng phục hồi. Thì nếu như khi mà cái tình hình lạm phát của đất nước chúng ta mà tăng lên thì chắc là cái lãi suất của các cho vay của các ngân hàng, các tổ chức tài chính người ta sẽ phải điều chỉnh tăng lên. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là trong cái năm nay cũng như trong vài năm tới thì với cái sự điều hành của nhà nước mình thì nó sẽ tình hình lạm phát nó sẽ kiểm trong cái dạng kiểm soát được, và cái lãi suất cho vay nó cũng sẽ không có tăng lên đột biến để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp có nhiều cái thuận lợi trong cái cạnh tranh cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh khi thị trường nó có nhiều cái biến động và chúng ta đang chuẩn bị gia nhập vào một số các cái tổ chức thương mại trên thế giới. Thực tế các doanh nghiệp vừa rồi cũng qua cái cơn sóng khủng hoảng, thì tôi nghĩ đến tại thời điểm này cái họ cũng mới có thể là mới bước qua được cái sóng gió thôi, chứ còn cái sức thực sự cần cái lượng vốn cần lớn ngay lập tức để mà làm những cái việc này việc kia thì tôi nghĩ là chưa hoàn toàn là do yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp, mà tôi nghĩ là hay chăng nó là một cái chu kỳ hoặc là một cái gì đó từ ngân hàng. Đấy, thì tôi cũng mong là ngân hàng nhà nước với vai trò của mình thì cũng làm sao đó quản lý và nghiên cứu rất kỹ để tránh trường hợp là đẩy cái lãi suất đầu ra gia tăng mà sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay chung và dài hạn từ 0,3 đến 0,5% trong năm nay. Tuy nhiên, lãi suất cho vay vẫn hoạt động theo cơ chế thỏa thuận, nên việc giảm hay không sẽ khó phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan điều hành. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.